Hot girl Trâm Anh bóc phốt kẻ gạ tình, ai ngờ lộ quá khứ khó tin. Trâm Anh là một trong số những hot girl theo hệ sexy có tiếng trên mạng xã hội. Những hình ảnh quyến rũ nóng bỏng của cô nàng thường nhận về rất nhiều lượt like, share. Tuy nhiên cũng vì phong cách này mà Trâm Anh thường xuyên phải đối mặt với không ít thị phi và rắc rối. Bị người xa lạ gạ gẫm, mời mọc là một trong số đó. Mới đây, Trâm Anh bất ngờ đăng tải một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn và trang cá nhân của một người đàn ông lạ mặt. Soi rõ mới biết, người đàn ông này thường xuyên trả lời story cũng như direct riêng cho Trâm Anh bằng những câu từ khá thô tục và nhạy cảm. Chẳng hạn như, để anh massage cho em, hay thậm chí là nói thẳng, tự nhiên anh muốn xxx với Trâm Anh quá. Đáng chú ý là trong loạt ảnh Trâm Anh chia sẻ còn có cả tấm hình cho thấy người đàn ông này có vẻ như mới làm lễ ăn hỏi hồi tháng 6 vừa qua. Trâm Anh cũng thẳng thắn giải thích cho hành động công khai những tin nhắn nhạy cảm và tài khoản cùng hình ảnh của người lạ này. Nàng hot girl viết, đăng để đừng ai nhắn mấy cái dơ dơ này nữa nhé, không là mình đăng hết lên cho đẹp mặt. Liên quan đến hành động đáp trả của Trâm Anh, netizen, người đồng tình, người lại tỏ ra khá e ngại. Phần đông cảm thấy vô cùng sốc trước việc trai có vợ vẫn đi gạ tình người khác như thế này và tán thành biện pháp mạnh của Trâm Anh sử dụng. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng nàng hot girl có thể liên hệ riêng cho người lạ kia để giải quyết thay vì công khai danh tính, hình ảnh của họ lên mạng xã hội, bởi điều này rất có thể sẽ khiến cô vô tình vi phạm quyền riêng tư của người khác. Đáng nói đây không phải lần đầu Trâm Anh bị người lạ gạ gẫm. Giữa tháng 8 vừa qua, Trâm Anh bất ngờ đăng tải một đoạn tin nhắn từ một người lạ mong muốn cô bố trí gặp gỡ một hôm với những từ ngữ vô cùng thô tục. Đoạn tin nhắn này ngay lập tức đã khiến nhiều người quan tâm, hỏi han cô nàng xem tình hình ra sao. Trước lời gạ gẫm này, Trâm Anh đã đăng tải một story dài cảm ơn những người đã quan tâm hỏi han cô sau sự việc. Đồng thời, gái xinh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình trước tình huống này. Thực sự thì mình cũng đã quá quen với những lời nhục mạ, chửi bới hay nói thô tục như vậy. Có những chuyện dù không muốn nó vẫn xảy ra, từ tốt đẹp trở nên dơ bẩn cũng trong tích tắc. Sau cùng, gái xinh tâm sự ẩn ý, kể cả có ra làm sao, cô nàng vẫn sẽ luôn vui tươi và tự do chọn lựa cho mình người muốn ở cạnh. Nhìn lại quãng thời gian trước khi đang nổi khắp mạng xã hội, Trâm Anh bất ngờ vướng phải một scandal không xác thực. Kể từ đó, gái xinh có phần im hơi lặng tiếng hơn. Gần đây, trang cá nhân của cô cũng chỉ chia sẻ những tấm ảnh xinh xắn nóng bỏng chứ không đả động gì đến chuyện yêu đương hò hẹn. Cách đây không lâu, Ngọc Thanh Tâm, Ricky nổi danh mạng xã hội cũng tiết lộ bị gạ tình. Bởi không ai là không biết Ngọc Thanh Tâm là ái nữ nhà đại gia thủy sản, mua hàng hiệu, dễ như người ta mua mớ rau còn cá. Ai mà có ngờ, có ngày Ngọc Thanh Tâm cũng nhận được tin nhắn gạ tình như thế này cơ chứ. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên chia sẻ đoạn status khiến dân tình đọc xong mà chỉ biết ôm bụng cười. Ngọc Thanh Tâm viết, có người vừa gọi điện số điện thoại công việc của mình offer đi một đêm giá 3.000 đô. Mình đang nghĩ với 3.000 đô này nên làm việc gì trước, mà chưa kịp nghĩ xong thì ảnh offer tiếp trợ lý mình. Người bắt điện thoại, 2.000 đô một đêm. Hai chị em với số tiền to lớn 5.000 đô này nên hùn tiền mua Chanel hay bộ ấm chén Hermès hạ cả nhà. Chưa hết, bên dưới phần bình luận, Ngọc Thanh Tâm còn tiết lộ cô nàng đã đáp trả người gạ một cách đầy bá đạo. Em thấy ảnh khá sộp, em bảo ảnh xách dép cho em đã giá gấp đôi rồi, nhưng ảnh vẫn offer tiếp, nên em nghĩ đêm nay chúng em bội thu rồi. Đọc đến đây, dân tình không khỏi cảm thấy băn khoăn. Lý do là vì không biết nên thương cho Ngọc Thanh Tâm, bởi phải đối mặt với những lời gạ gẫm nhạy cảm này, hay nên thương thủ phạm vì bị một cô nàng chặn họng một cách siêu cứng và rất có phong thái rất kiết như thế này nữa. Nhân vật tiếp theo lọt vào tầm ngắm của những kẻ xấu tính chính là Yến Xuân, bạn gái cầu thủ quốc dân Văn Lâm. Trên story của mình, Yến Xuân cũng đăng tải đoạn trả lời story đi vào lòng người khi có một netizen gạ gẫm hỏi bạn gái Đặng Văn Lâm có muốn làm sugar baby không. Không ngờ Yến Xuân đã tự nhận luôn cô là sugar mommy chứ baby gì. Cách đáp trả không căng cực nhưng cũng gọi là thâm thúy, không ngại đốt chát những kẻ xấu xa trên Internet. Trong thời gian giãn cách xã hội, bà Tưng, hiện tượng mạng xã hội đình đám một thời của 9X, bỗng nhiên nhận được tin nhắn mời đi tiệc. Tương tự Cẩm Đan, gái đẹp 2K2 bị nghi chia tay đại gia Đức Huy, cũng nhận được tin nhắn mời đi tiệc. Netizen không rõ việc gì, nhưng xem qua nội dung thì sâu ăn uống. Nhưng có sai duyên cho nhau, gật đầu thì 16.000 đô la Mỹ, tương đương 365 triệu, về ngay tài khoản. Tất nhiên hai nàng đã từ chối ngay kiểu đi tiệc mờ ám này. Đặc biệt có thêm nữ thần học đường một thời Võ Ngọc Trân. Cô được một cư dân mạng nào đó kiên trì gửi tin nhắn chào mời gạ gẫm suốt năm này qua tháng nọ. Nhìn nội dung tin nhắn thì 25.000 đô, lúc thì 3.000 đô, lúc thì làm bạn gái cho chủ thầu xây dựng. Cô nàng chỉ biết đáp trả trong vô vọng, khổ thiệt, thời buổi giờ nhiều tổ chức sự kiện online quá nên mọi người nghĩ quơ đũa cả nắm cũng không trách được.